Xin mời quý khán giả đến với chương trình radio Những câu chuyện tâm linh có thật về luân hồi, đầu thai, thần linh và ma quỷ trên kênh MUC Woman. Mời quý khán giả đến với câu chuyện luân hồi ly kỳ và kỳ lạ tại Phú Thọ, Việt Nam. Hai con của tiến sĩ nhớ được tiền kiếp qua 800 lần chuyển sinh và chọn con đường tu hành, được đăng tải trên kênh dkn.tv. Khi hỏi thăm nhà tiến sĩ Đào Nguyên Khải, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, vợ là Lê Thị Hải, chủ ảnh viện áo cưới lưu triều giữa trung tâm thị trấn cổ Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, ai cũng biết một cách tường tận câu chuyện kỳ lạ của hai con anh chị. Chị Hải vốn là người có niềm tin tín ngưỡng thần Phật. Sau lần mẹ chị gặp nguy hiểm đến tính mệnh, chị đã cầu xin Bồ Tát cứu giúp và mẹ chị đã thoát nạn kỳ diệu, chị lại càng tin có thần Phật hơn. Chị có ước nguyện, sau này nếu mình lấy chồng sinh con, chắc chắn mình sẽ cho nó xuất gia đi tu. Duyên trời đã định, chị gặp được anh Đào Nguyên Khải, chàng cử nhân sinh viên y khoa Hà Nội, cũng là người rất mộ đạo Phật. Cả hai nhanh chóng lên duyên. Điều kỳ lạ là cả hai đều có cùng ước nguyện, sau này có con, chắc chắn sẽ cho nó xuất gia đi tu. Sau khi lấy nhau, hàng ngày vợ chồng anh Đào Nguyên Khải, chị Lê Thị Hải thường tụng kinh, niệm Phật, trì chú với tâm thành kính. Và chỉ một tháng sau, chị Lê Thị Hải nhanh chóng mang bầu. Trong thời gian mang bầu, chị Hải bỗng nằm mơ thấy một con rồng. Khác với những con rồng hay thấy trong sách báo, phim ảnh, thường là màu xanh, màu đỏ hoặc vàng, chị lại mơ thấy con rồng màu đen, rất to, nhưng nó lại nằm im, trông rất hiền từ, rồi nó nhìn chị. Thấy giấc mơ kỳ lạ, chị Hải đem chuyện kể lại với chồng. Anh Khải cười rồi nói, người ta nằm mơ thấy rồng vàng, rồng bạc, vợ chồng mình lại mơ thấy rồng đen. Chuyện này kể ra, chắc người ta buồn cười lắm mới nhỉ. Tới tuần thứ hai, bỗng chị Hải bị nóng sốt kéo dài nhiều ngày. Người thân trong gia đình lo ngại rằng mới mang thai mà bị nóng sốt cảm cúm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới bào thai, nên khuyên chị Hải phá thai. Xong, chị Hải vẫn quyết định giữ lại cái thai ấy. Chị có linh cảm, thai nhi không có vấn đề gì cả. Ngày sinh nở, vợ chồng anh chị và hai bên gia đình họ hàng vui mừng vì đứa con đầu lòng là một quý tử rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Chị Hải bảo, đứa bé này vừa ra đời, mắt đã mở mắt tròn xoe, nhìn xung quanh, rồi tự cất tiếng khóc oe oe. Điều kỳ lạ là chị sinh hạ đứa con trai đầu lòng vào đúng giờ mùi, ngày mùi, tháng mùi, năm mùi, với mong muốn con mình luôn mạnh mẽ như dòng nước lớn của biển cả bao la, nên vợ chồng anh chị đặt con tên là Lưu Triều. Sau khi sinh con, anh Khải thường xuyên đi làm vắng, chị Hải ở nhà chăm con, đồng thời mở cửa hàng chụp ảnh và kinh doanh áo cưới. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mọi công việc nhà đều đến tay chị. Hàng ngày, chị để đứa bé Lưu Triều nằm một mình trong nôi ở gần trước cửa ra vào để chạy đi chạy lại lo công việc phía sau nhà. Mỗi lần như thế, chị nói với con, nằm ở đây ngoan, trông nhà cho mẹ nhé, để mẹ đi làm, có khách vào thì nhớ khóc lên gọi mẹ nghe chưa? Những tưởng chỉ là căn dặn con để lấy lệ tự động viên tâm lý mình là chính, vì con còn nhỏ xíu vài ba tháng tuổi, làm sao đã hiểu và biết nghe lời người lớn được. Thế nhưng, điều lạ là đúng y như lời mẹ dặn, mỗi khi có khách vào là bé Lưu Triều lại khóc thé lên gọi mẹ. Chỉ trong vòng 4 tháng sau, chị Hải bất ngờ khi phát hiện mình lại tiếp tục mang thai đứa con thứ hai. Trước thời điểm sinh cháu thứ hai, chị đi lễ chùa cách nhà vài cây số. Ngày hôm sau về, chị bỗng thấy râm râm đau bụng. Anh Khải vội đưa chị vào bệnh viện. Tới bệnh viện, trong khi đợi chờ các bác sĩ thăm khám cho chị cảm thấy đói bụng, liền lấy ít hoa quả trong túi lọc mới đi lễ chùa về, rồi bỏ ra ăn tạm. Khi vừa ăn hết nửa quả lựu, chị chuyển dạ sinh hạ đứa con thứ hai một cách dễ dàng, như đi chơi. Lần sinh hạ này là một bé gái, cũng giống như người anh Lưu Triều. Em bé gái này vừa lọt lòng mẹ cũng đã tự mở mắt và tự cất tiếng khóc chào đời. Xong có điều kỳ lạ hơn
là vừa sinh lọt lòng, móng chân móng tay của bé gái đã dài ngoằng, và lại sinh đúng vào giờ Dần, ngày rằm tháng 7 âm lịch. Chẳng biết có phải sinh vào ngày đặc biệt hay không, mà từ khi lọt lòng mẹ, bé gái này tỏ ra khác người, rất thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích nghi với môi trường xung quanh, nên vợ chồng anh chị đặt tên cho con là Mẫn Nghi. Hai anh em Lưu Triều và Mẫn Nghi lớn rất nhanh, học hành rất giỏi, trở thành hai trong số những học sinh cưng của các thầy cô trường tiểu học Hương Nội. Thế nhưng, bỗng một ngày, hai học sinh cưng ấy bỗng biến mất khỏi nhà trường, khiến cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng rơi nước mắt đi tìm. Và rồi cả nhà trường đều cảm thấy bị sốc nặng khi hay tin bé Mẫn Nghi đã xuất gia đi tu tại một ngôi chùa Tây Thiên tận trên ngọn núi cao của Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cô chủ nhiệm đã khóc nức nở, còn cô hiệu trưởng thì một mực yêu cầu vợ chồng anh phải đón cháu về, không được làm như thế. Thậm chí, cả cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng đã có những lần lặn lội lên tận Tây Thiên để tìm gặp bé Mẫn Nghi. Vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải tâm sự, mình dân y khoa, vợ là dân kỹ thuật, vốn là những người luôn kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nên rất ghét, thường xuyên lên án những gì là mê tín dị đoan, đồng bóng. Thế nhưng, giữa mê tín và tín tâm lại hoàn toàn khác biệt. Những gì thuộc về thế giới tâm linh đã và đang xảy ra đối với gia đình mình thực sự là kỳ lạ, không lý giải nổi. Lúc chưa sinh con thì cả vợ lẫn chồng đều tâm nguyện sau này có con cho nó xuất gia đi tu. Nhưng khi rứt ruột sinh được hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh, xinh đẹp, mà nghĩ cảnh cả hai con đi tu là bố là mẹ, ai chẳng thấy tiếc và xót con, nên đã không ít lần vợ chồng mình thối chuyển suy nghĩ. Song lạ thay, khi vừa khởi lên suy nghĩ ấy, thì ngay đêm ấy, chị Hải nằm mơ, thấy mình nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình, rất nhiều người bị ma quỷ sát hại, và trong số đó có cả chính bản thân mình. Trong lúc hoảng sợ, chị Hải bỗng nghe tiếng nói từ trên không trung vọng lại, là hãy trì niệm cầu chú, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Y như lời chỉ dẫn, chị nhất tâm trì niệm, thì thấy bỗng dưng chị mặc áo choàng màu vàng, ma quỷ không làm gì được chị. Rồi chị gặp một vị thầy cao tăng. Vị thầy bảo muốn giúp đỡ những người khổ cực kia thì hãy tìm cách cho hai tiểu đồng tử xuất gia đi tu. Tỉnh giấc, chị Hải liền vội kể lại toàn bộ giấc mơ với chồng. Anh Khải bảo giấc mơ đó như lời nhắc nhở hai vợ chồng mình rằng tâm không được lay động với những gì mình đã phát nguyện. Song hai đứa con có đi tu được hay không lại phải tùy duyên, chứ không thể ép buộc được. Kỳ nghỉ hè năm 2011, lần đầu tiên chị Hải đưa bé Mẫn Nghi lên chùa Tây Thiên Tam Đảo, vãn cảnh chùa. Vừa gặp các sư thầy tại đây, bé Mẫn Nghi bỗng quay sang nói với mẹ, con cảm thấy rất thích ngôi chùa này và muốn ở lại đây tu. Các thầy bảo, đi tu xuất gia rất kham khổ và phải cắt đứt hết mọi tình thân, dù là cha mẹ, con có đồng ý không? Không chút đắn đo, Mẫn Nghi liền gật đầu. Dù luôn chuẩn bị tâm lý rằng các con mình sẽ đi tu, nhưng chị cũng không thể nghĩ rằng bé lại xuất gia đi tu một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Chị chỉ còn biết đồng ý. Chiều theo ý con, chị Hải kìm nén lòng để lại đứa con nhỏ thơ dại mới 6 tuổi giữa đất khách quê người hoàn toàn xa lạ. Chắp tay đảnh lễ các thầy rồi lầm lũi cất bước xuống núi. Đi được một đoạn, bỗng bé Mẫn Nghi vẫy tay gọi chị quay lại. Những tưởng bé sẽ nhớ bố mẹ mà đòi về hoặc ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Nhưng chị bỗng sừng sốt khi thấy bé ghé vào tai nói rằng cô về tu tập tinh tấn nhé, nếu được cô cũng vào chùa đi tu nhé, bởi như thế mới độ được nhiều cho chúng sinh, chứ cô ở ngoài thì độ được mấy. Câu nói ấy khiến chị Hải không kìm nén được cảm xúc trào dâng nước mắt. Là một người mẹ hơn 30 tuổi đời, dù hiểu biết Phật Pháp nhưng mình vẫn chưa giác ngộ được tới vậy. Vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi nói được những lời triết lý đạo Phật thâm sâu như vậy. Chắc hẳn con mình đã có duyên tu với Phật Pháp từ tiền kiếp. Vì nhớ con nên thi thoảng chị Hải lên thăm con.
lần gặp lại con mới đây nhất tại Tây Thiên, chị lại thêm lần nữa sững người khi bé Mẫn Nhi, nay là chú Tiểu Bảo Nhiên, bỗng hỏi: "Mà nhà cô Hải là ở đâu ấy nhỉ? Nhiều người hỏi nhà chùa quê ở đâu mà nhà chùa chẳng biết. Cô nói để nhà chùa còn biết nhà chùa trả lời." Sau khi bé Mẫn Nhi xuất gia đi tu tại ngôi chùa Tây Thiên trên ngọn núi thiêng Tam Đảo Vĩnh Phúc, cách nhà tới hơn 100 cây số, dù rất nhớ thương đứa con gái nhỏ, nhưng vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải thường kìm nén lòng mình bằng việc hàng ngày nhất tâm cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, gia trì cho con mình vững bước trên con đường tu tập. Mùa hè năm 2013, vợ chồng anh chị đưa bé Lưu Triều lên Tây Thiên thăm em gái. Sau cả chặng đường leo núi vất vả mới lên Tây Thiên, Lưu Triều bỗng nói với bố mẹ: "Con chưa đến chỗ nào mà thấy như chỗ này, con muốn ở lại đây, không muốn về." Dù hiếm khi được lên tới đây, nhưng với bé Lưu Triều, dường như tất cả đều rất đỗi quen thuộc. Lưu Triều chạy ngay tới cầm chiếc micro rồi quỳ xuống, bạch với các sư thầy một cách hồn nhiên: "Con xin được trọn đời xuất gia đi tu." Trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và những người có mặt, Lưu Triều bảo: "Bố mẹ đã hứa năm 12 tuổi cho con đi tu, nên năm nay con đủ tuổi rồi, đến lúc con phải đi rồi, con quyết tâm đi." Với vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải, dâng hai đứa con cho Phật chính là mong chúng thoát khổ. Anh chị kể, từ lúc bé xíu, hai đứa con mình đã bộc lộ những điều khác thường và thể hiện có duyên sâu đậm với Phật Pháp. Với nhiều người lớn, đi lễ chùa quanh năm, có khi chẳng học được thuộc một bài khấn ngôn. Thế nhưng, từ khi học mẫu giáo, hai bé đã có thể học thuộc lòng câu chú của Đức Phật Dược Sư, được phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, rất khó đọc và khó nhớ, chỉ sau một lần được bố dạy cách đọc. Có lần hai bé đi học, gặp cảnh tượng một con chó đang mang bầu bị xe cán chết. Bé Lưu Triều khóc thương con chó, bé Mẫn Nhi liền động viên an ủi: "Thật ra nó không phải là con chó đâu, nó chỉ đổi từ thân này sang thân khác thôi, nên Triều đừng khóc." Khi tới trường học, thấy các bạn bắt bè sầu để nghịch, bé Lưu Triều khuyên các bạn không nên giết hại chúng sinh mà nên phóng sinh nó đi. Các bạn cười mỉa mai, trêu Lưu Triều là thần kinh. Lưu Triều vội lao vào đánh nhau với các bạn, giành giật bằng được con bê sầu để giải cứu nó. Một buổi nọ, cả nhà được nghỉ rảnh rỗi, anh Khải rủ hai con thi ngồi thiền. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ dạy bé Mẫn Nhi ngồi thiền mà bé có thể ngồi thiền một cách thuần thục và an trụ rất lâu. Khi vừa xả thiền xong, bé liền quay sang hỏi bố: "Bố ơi, vén bầu trời ra thì thấy cái gì nhỉ?" Anh Khải chỉ biết lắc đầu trong sự ngạc nhiên. Bé liền đáp: "Trong lúc ngồi thiền, con thấy nhiều điều lắm bố ạ." Rồi bé kể một cách thao thao bất tuyệt. Con bé Lưu Triều thường kể với bố về những giấc mơ lạ. "Con hay mơ lắm, mà trong giấc mơ con thấy con trải qua 800 kiếp luân hồi. Có lẽ con sợ nhất khi có kiếp còn là con run, bị người ta xéo chết. Có kiếp con mải chơi quá nên bị đọa vào địa ngục, quỷ dữ dồn đuổi đánh con vừa chạy vừa niệm Phật, thì sau đó con được lên làm người." Từ khi bé Lưu Triều đủ 12 tuổi, anh chị quan sát thấy bé có những biểu hiện tâm trạng lạ. Có đợt thấy bé ngồi học bài mà tỏ vẻ trầm ngâm, bố lần là hỏi thì bé trả lời: "Dạo này con cứ hay có những ý nghĩ lạ, mà cứ như là mọi việc đang hiển hiện rất thật ngay trước mắt con ấy. Con thấy con đang ở trên một ngọn núi tuyết. Con là chú Tiểu, đi cùng với ba vị sư bước lên những bậc thềm toàn tuyết trắng toát. Sau đó con gặp ngài A Nan. Tôn giả A Nan là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có học thức uyên thâm, trí nhớ siêu phàm, được coi là thị giả của Đức Phật, luôn tận tụy bên cạnh Đức Phật, ghi nhớ tất cả những lời Phật dạy. Ngài bảo con cố mà tu đi. Sau đó con nhìn thấy một ngôi chùa rất to lớn và rất đẹp, trong đó Đức Phật đang ngồi thuyết pháp." Lưu Triều nói với bố mẹ: "Con thấy mọi người khen nhà mình đẹp, sao mà con thấy chẳng thích ở nhà mình tí nào ấy, con thích vào chùa tu." Vậy là giờ đây, vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải đã dâng trọn hai đứa con cho cửa Phật theo đúng lời phát nguyện từ trước khi mang thai và cũng là theo ý nguyện của cả hai con. Việc làm này của vợ chồng anh
khiến người thân họ hàng, lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng nghiệp, dân làng, ai cũng bị sốc. Không ít người ngăn cản, chỉ trích vợ chồng anh là điên rồ, nhưng anh chị chỉ nở nụ cười an lạc. Anh chị bảo, đời là bề khổ, mà nỗi khổ lớn nhất là ai cũng phải chết. Cái chết luôn rình rập đến bất cứ lúc nào. Chết đi, bao của cải, danh vọng đều bỏ lại. Chỉ có nghiệp tốt xấu, tạo tác ở đời là mang theo. Chính cái nghiệp ấy cuốn con người vào vòng luân hồi sinh tử. Có được kiếp người là vô cùng quý giá. Vậy nên, việc tận dụng từng giờ từng phút mà tu tập sửa mình, tẩy rửa nghiệp xấu để giải thoát là việc quan trọng hơn cả. Vì thế, vợ chồng mình cho hai con đi tu không phải vì suy nghĩ tiêu cực, vì vô phúc, mà vì là mong chúng thoát khổ. Giờ tiền bạc vật chất kiếm ra, mỗi ngày vợ chồng mình đều đem đi làm từ thiện cả. Hai người cùng tu tâm tích đức, sau này nhắm mắt xuôi tay, mong sao đủ công đức để được về thế giới cực lạc. Câu chuyện về luân hồi kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Nếu yêu thích chương trình, xin quý vị hãy bấm link, để lại lời bình, đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo của chúng tôi.